xem thử à? Ủa ông xem nào, xem ở dưới đây có ai thương không? Dơ. Dạ. Dơ. Dạ. Dạ ơi. Dạ. Dơ. À, lại đi ra đường kia nữa. Alo Sử à? Alo. Alo anh à? Ừ anh đây, ông về đến nhà chưa? Chưa, tìm thấy ông chưa? Biết là khu phố có phải là ông để đây không ấy. Ôi anh ơi cứu em. Cái gì đây? Ủa, con rắn à? Cháu được xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin được kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Và đồng thời hôm nay cháu Lực lên thì cũng có cầm theo một cái vật cầu lông mà hiện tại là đang ở đằng sau cháu Lực cô bác này. Hôm nay thì em Hải có hôm qua đêm Hải có đi học về cô bác, thành ra là có làm quên cái vật cầu lông ở dưới kia thì cháu Lực sợ rằng là em Hải nghĩ rằng là cái vật cầu lông ấy, nghĩ rằng là cái vật cầu lông của em Hải là rơi rồi thì sợ em mới đi mua cái mới. Thì cái mua cái mới thì cũng rất là đắt, mà đi mua này thì em phải nhờ người ta xuống đây huyện mua thì mới có. Theo như em Hải nói là đây là một cái vật cầu lông mà 100.000 hay sao cô bác ạ. Hôm qua thì em ấy đi có đi vào nhà cháu Lực thì sợ rằng là em ấy để em ấy nghĩ rằng là làm rơi rồi, thành ra là lại gửi tiền cho người ta đi mua thì khi mà mua về dùng có hai cái thành ra là rất là lãng phí. Đấy, tiện thể là vừa rồi thì cháu Lực đang ở nhà đi vào nhà của bé Khánh cô bác ạ. Bé Khánh là mẹ là Dung cô bác. Đấy, em Dung thì hiện tại thì đã bỏ đi theo người mới rồi và bỏ lại con cho bà nội trông. Con thì còn rất là nhỏ, mới có được 3 tháng thôi cô bác. Rất là tội nghiệp bé Khánh. Đấy, bây giờ thì trước kia mà cháu Lực đi học ấy, đi học cấp 2 đấy còn chưa có cái bộ môn mà cầu lông này đâu. Vậy bây giờ thì các em học thì có thêm cái bộ môn mà thể dục, bộ môn cầu lông rồi. Đấy, bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của ba ông cháu của bác nhá. Ôi, có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy em Hải là đang từ dưới kia lên. Ôi Hải đi đâu ấy? Đi đâu? Đi tìm ông á? Ôi anh chào Hải nhá. Ông ạ, ông đi đâu mà đi tìm ông? Anh Sử bảo là sáng nay ông đi chặt củi trên kia thì không thấy ông về nào. Thế ra đây hỏi đã. Ông đi từ sáng nay rồi à? Này. Ông đi từ sáng nay rồi à? Vâng ạ. Thế hôm qua thì đã gửi tiền ai đi mua cái này chưa? Chưa đâu. Chưa đâu đúng không? Vâng. Anh hôm qua để dưới nhà anh, có nhớ là để nhà anh không đấy? Không nhớ đâu. Không nhớ á? Vâng. Thế là về là cứ nghĩ là rơi rồi à? Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế vừa rồi Hải nói rằng là bảo là đi tìm ông á? Vâng ạ. Nhưng mà tại sao lại đi tìm ông? Ông đi đâu ấy? Anh Sử bảo là sáng nay ông đi chặt củi từ sáng đến tối không thấy ông về. Thì em về đến nhà anh Sử bảo không thấy ông về thì em đi tìm xem có thấy ông không ạ.
tìm ông là đi lấy củi từ sớm à? Vâng. Rồi bây giờ thì gần 6 giờ rồi cô bác, gần 6 giờ tối rồi cô bác ạ. Thấy em Hải bảo là đi tìm ông đấy. Thế ông là đi lấy củi từ sáng nay, đi lúc mà em đi học thì ông đã đi lấy củi chưa? Chưa rồi. Lúc đấy là chưa đi lấy củi à? Vâng. Thế là vừa rồi là anh Sử bảo em đi tìm à? Vâng. Anh Sử thì hiện tại là đang bị đau, đang chân em ấy đang bị đau cô bác, thành ra là không đi tìm được ông. Nhưng mà hay là ở đây một lúc nữa xem là ông có về không, nếu mà không về thì mình cũng mới biết là đi tìm chứ. Hay là chắc là bây giờ phải đi tìm. Là phải đi tìm ông à? Vâng. Đấy, có thể là ông lấy củi nhiều quá cô bác, thành ra là vẫn chưa có về đến nhà thôi. Đấy, có thể là em Hải là vừa đi đón mà vừa đi tìm ông luôn. Thế có biết là chỗ ông mà đi lấy củi là tận đâu không? Không biết, sáng nay anh Sử bảo là anh Sử bảo ông đi lấy củi ở đâu, ông bảo là ông đi lấy củi trên kia. Trên rừng già trên kia? Vâng. Ui, từ ở đây lên trên rừng già thì phải nói là một cái quãng đường mà cũng khá là xa đấy cô bác ạ. Đấy, thế thì bây giờ anh cùng Hải là đi để xem ông lấy củi như thế nào đấy nhá. Vâng. Thế cái này thì để đây được không? Được ạ. Được à? Vâng. Đấy, anh để tạm lên trên xe đấy nhá. Vâng. Đó. Anh để tạm lên đây nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hải là đi xem là ông đi tận đâu để lấy củi đó cô bác ạ. Xem là ông lấy củi được như thế nào. Thế vừa rồi thì Hải lên đến đây thì bảo là ông đi từ sớm rồi. Đi đường nào ấy? Đi đường này ạ. Đi đường đấy à? Vâng. Đi lên trên đường Nương à? Vâng ạ. Ôi. Ông thì không cầm theo điện thoại đâu nhỉ? Không thôi. Cái điện thoại thì ở nhà ba ông cháu của bác ạ, chỉ có một cái thôi, hôm nọ thì được bác Tiên, bác ở bên Mỹ là mua cho. Liệu rằng ông có đi lấy củi ở trên này không? Cái chỗ mà anh nhìn thấy là có chứ kia có một cái chỗ đồi mà người ta đốt cái gì đây? Cháy rừng hay sao ấy? Ông bảo là sáng nay ông bảo anh Sử là ông đi nhà cái loại quỷ kia mà lâu quá không thấy ông về. Thế là ông đi từ sáng đến giờ lâu quá là không thấy ông về à? Vâng ạ. Hai anh em thì chắc là sợ ông gặp tai nạn gì đấy cô bác ạ. Thành ra là mới đi lên trên rừng để mà tìm ông. Ông thì đã lần nào mà đi lấy củi lâu như thế này chưa? Chưa đâu ạ. Chưa đâu à? Vâng ạ. Thế lần này là lần đầu tiên mà ông đi lấy củi lâu như vậy à? Vâng ạ. Ôi, không biết là đến mấy giờ thì mới lên chỗ đoạn rừng già trên kia cô bác. Ở đây thì toàn lên dốc thôi. Trời thì bây giờ cũng sắp tối dần rồi. Thế đi qua cái chỗ đồi Nương Ngô nhà em đi à? Vâng. Không nghỉ ngơi đâu. Đấy, có vẻ là em Sử với em Hải là hai anh em khá là lo lắng, thành ra là mới đi tìm ông như vậy. Vừa rồi thì hai anh em có chia sẻ, em Hải có chia sẻ rằng là chưa có lần nào mà ông đi lấy củi về muộn như này cả. Thế mọi lần ông đi lấy củi về là tầm mấy giờ? Tầm có khi đi từ sáng thì tầm 8 giờ thì về rồi ạ. Cái gì hả?
Vậy thế mọi lần thì ông đi lấy củi tầm mấy giờ thì về? Tầm 2-3 giờ chiều về. Nhưng mà không biết là hôm nay ông đi lâu thế, đi cả ngày không thấy về. Hôm nay là đi cả ngày là chưa thấy về, thành ra là làm mấy hốt hoảng để đi tìm ông đúng không? Vâng. Bây giờ thì còn là chưa đi được một nửa đường đấy. Vâng. Bây giờ thì mới đến cái chỗ nấu ngô của nhà các em thôi. Đi vào đường đấy à? Vâng. Đi ra bên chỗ bên kia xem là ông có lấy củi đấy không? Vâng. Sợ rằng là ông lấy củi mệt quá thành ra là ông nghỉ lại ở đâu đó thôi. Hải ra bên kia xong này gọi ông xem là xem ở dưới kia có ai thương không. Vâng. Ôi bên kia có, ở kia có phải không? Có phải đâu. Bên kia có cái sọt gì đây? Sọt phân. Sọt phân à? Chỗ này thì ai trồng cái gì sao ấy nhở? Vâng. Tại bây giờ thì mặt trời thì lặn xuống khá là nhiều rồi các bác. Bây giờ độ tầm 30 phút nữa là trời tối rồi đấy. Em thử gọi ông xem là xem ở dưới đây có ai thương không? Dạ. 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 Dạ ơi. Dạ. Dạ. Dạ ơi. Có vẻ như là không thấy tiếng có người thưa Hải ạ. Vâng. Trên này thì bây giờ đang là vào cái chỗ mà chuẩn bị bước vào rừng già rồi cô bác ạ. Một đoạn nữa là trên kia là gặp nguyên rừng già rồi. Bây giờ thì hai anh em qua cái chỗ này đi là toàn rừng già rồi. Đấy, ở bên kia nữa. Bây giờ thì hai anh em mình đi vào chỗ sa mộc này đã. Vâng. Xem là ông có ở đồi sa mộc trên kia không. Nếu mà không có thì một tí nữa mình vòng qua cái chỗ mà có cái cây cây vầu kia kìa. Vâng. Đấy, xem là ông có lấy củi cây vầu không. Vâng. Tại vì sợ rằng là thứ nhất là ông lên trên này xem cô bác này. Ông là vừa lấy củi trên này là vừa là xem ông luôn, xem tổ ong khoái đấy. Đợt này thì bây giờ thì vào đến cái mùa vụ mà ông đi lấy tổ mật ong khoái rồi. Hai anh em mình ở đây có đường lên không? Chỗ đây đi không được. Chỗ đi không được, thế anh em mình lại vòng cái kia. Vâng. Thế chỗ này thì em đã từng đi lấy củi vào đây lấy củi được nào chưa? Chưa rồi. Chỗ này thì chưa à? Vâng. Thế là chỉ nguyên vào đây để mà trồng trồng ngô thôi à? Vâng. Vừa rồi thì cứ tưởng rằng là ông lên trên này để mà lấy phân thôi cô bác. Tại vì là dưới này có một cái sọt nè, cái sọt này. Một cái sọt mà chắc là bà con đốt cái phần đốt nương này này cô bác, không may là bị cháy rừng, là bị cháy cái đường sa mộc này, xong là dùng cái đấy để mà gom cái phân, gom cái cho đem đi để mà đem đi cho vào ngô đấy, tại vì chúng được nhìn thấy là dưới kia có một nương ngô. Thế vừa rồi Hải lên thì có cầm theo điện thoại không? Có ạ. Bảo là không cầm nhá. Thế vừa rồi Hải lên thì có cầm theo điện thoại không? Không ạ. Không cầm đúng không? Vâng. Thế thì anh em mình một tí nữa lên trên này một đoạn nữa xem là có gặp ông không. Nếu mà không gặp thì điện cho em, điện cho anh Sử xem nào. Vâng. Xem là anh Sử ta thấy ông về đến nhà chưa. Vâng. Tại vì là bây giờ là phải chia ra, chia nhau ra để tìm các bác ạ. Thế bây giờ thì trời khá là tối rồi các bác. Cho được đang quay bằng máy quay thì thành ra là nó có một chút hình như một chút là ánh sáng thôi, ánh sáng của máy quay thôi ấy. Bây giờ thì chuẩn bị bước vào rừng già rồi. Rừng già thì có vẻ như là sẽ khá là lạnh lẽo hơn khá là nhiều. Anh em Hải thì phải nói là rất là can đảm đấy, một mình mà đi trên rừng già để mà tìm ông. Vẻ như nhìn vào cái khuôn mặt của em Hải thì khá là lo lắng cho ông rồi.
Ôi. Bây giờ là chuẩn bị bước vào rừng già rồi à, chỗ này ấy? Vâng. Trên kia là rừng già rồi ạ. Trên này là rừng già rồi à? Vâng. Đây có vẻ như là để chỗ này ai làm một cái cổng hay sao nhỉ? Ông làm ạ. Ông làm à? Vâng. Cái cổng này là làm để không cho... Không cho châu vào. Không cho vào à? Vâng. Đấy. Đấy, qua cái cổng này là vào rừng già rồi cô bác. Ôi, khá là mệt rồi. Hải thử gọi thêm trên này xem nào. Dê ơi. Dạ. Dạ. Không phải như không ai trả lời thôi, anh em mình là tiến đi vào trong à. Đi vào rừng già đi xem nào. Xem là có gặp ông ở trên này không. À. Thế mọi lần là ông đi lấy củi là ông hay đi vào chỗ nào lấy nhất? Ông có khi ông đi vào rừng già, có khi thì ông lấy củi ở nhà thôi ạ. Lấy củi ở nhà? Vâng. Thế là vừa rồi em đã tìm xung quanh ở nhà chưa? Rồi ạ. Rồi à? Tìm xong hết rồi thì anh Sử mới bảo là ông đi trên rừng già lấy rồi ạ. À. Ôi ôi, đây thì à, cái đường này có vẻ như là bà con mở để mà kéo gỗ xuống rồi hay sao ấy cô bác ạ? Trên này thì hình như là bây giờ là không có nhà nào nữa rồi. Vâng. Hãy nhìn là những cái cây ruộc này đã che hết hai bên đường rồi. Gọi xem. Gọi xem. Ông coi này. Dê ơi. Dê. Dạ. Thế bây giờ thì nhà của các em là tít dưới kia của bác này khá là xa. Thế vừa rồi thì hai anh em đi một quán đường mà phải nói là cực kỳ là xa rồi. Dạ. Dạ. Có vẻ như là không thấy đâu nữa. Hải ở đây nhá, anh thử chạy trên này xem nào. Vâng. Thấy gì gọi anh nhá Hải ơi. Vâng ạ. Dê ơi. Dê ơi. Dê ơi. Không, có vẻ như là khá là u ám rồi cô bác lên trên này ấy. Không biết là lên trên một đoạn nữa. Bây giờ nếu mà hai anh em sẽ ở trên này đợi một chút nữa. Một tí nữa mà chưa thấy ông về thì là chỗ được xây cùng em Hải làm men theo đường này và vòng ra bên kia để một vòng nữa. Thế tại vì chỗ này là cái con đường mà bà con hay đi vào trong rừng để mà kéo gỗ với lại lấy củi về. Thôi bây giờ hai anh em mình ngồi nghỉ đây đã nhở. Vâng. Tại ở bên kia thì bây giờ hoàng hôn là chuẩn bị lặn rồi cô bác ạ. Thấy không? Thấy rồi ạ. Không thấy à? Vâng. Vậy bây giờ anh em mình ngồi nghỉ đây đã Hải ơi. Vâng. Khá là mệt rồi, khá là thấm mệt rồi. Có vẻ như bây giờ hiện lên trên khuôn mặt của em Hải là cực kỳ là lo lắng luôn cô bác. Tại vì là anh em đi khá là lâu rồi vẫn chưa thấy ông đi đâu cả. Vẫn thật chưa thấy ông cả. Để mà đi vào rừng tìm người thì cực kỳ là khó. Mấy anh em chỉ biết là vừa đi là vừa gọi thôi. Hiện tại thì hai anh em là ở cái chỗ mà ngã ba. Chỗ này thì nếu mà ông lấy củi về thì ông sẽ hay đi xuống nơi này để có bác này. Nhưng mà hiện tại thì đợi khá là lâu rồi. Bây giờ thì gần 7 giờ tối rồi các bác. Bây giờ thì hiện tại cháu Đức đang cầm dùng cái điện thoại quay thì nó sẽ hơi
phá phá một chút là nó sẽ có một chút ánh sáng ấy, chứ không là nó trời rất là tối rồi cô bác. Đây vừa rồi Sử. Đây bây giờ thì em Sử đang gọi, thì chắc là ông về đến nhà sao cô bác ạ? Thử nghe máy của em xem nào. Đây, để mà tiết kiệm tiền cho em Sử thì cháu Đức sẽ gọi lại xem nào, xem là ông về đến nhà chưa. Nhưng mà để ông nếu mà ông về đến nhà rồi lại đi ra đường kia nữa. Alo Sử à? Alo. Alo anh à? Ừ anh đây, ông về đến nhà chưa? Chưa, tìm thấy ông chưa? Chưa, anh với Hải đang ở trên này đợi này, bây giờ chơi tít trên rừng già này này. Anh tưởng là ông về đến nhà rồi, vừa rồi em điện cho anh ấy. Thế em đang đâu anh? Về em đang đâu anh? Em ở nhà mới ạ. Đã ở nhà mới à? Vâng. Thế em thử đi quanh, em đi quanh quanh cái chỗ, quanh chỗ em ở xem là ông có ở nhà ai uống rượu đấy không, sợ rằng là ông ở nhà ai uống rượu đấy. Vâng. Thế bây giờ anh với Hải lên trên này một vòng nữa xem là không có thì anh với Hải là về. Vâng. Đấy, vừa rồi thì em Sử là điện về là vẫn ông chưa về đến nhà đâu. Có vẻ như là đằng sau này có chim, cảm giác như rất là giận người các bác. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cùng với em Hải là vòng sang bên kia để mà đi xem là ông có ở bên kia nữa không. Đấy, vừa rồi là vẫn chưa về đến nhà đâu ông ấy. Bây giờ thì Hải đói chưa? Còn đói rồi. Đói rồi, hình như là trong túi của anh có mấy cái gói bim bim ấy. Ăn tạm mấy cái gói bim bim này xong đi. Xong rồi. Này, bánh bim này thì hay thường là đem theo để khi mà gặp các bạn trẻ của bác, thành ra là cho các bạn nhỏ ấy. Đây ăn đây nữa này. Bây giờ thì chắc là anh em mình phải lắp đèn đi rồi. Đây thì là cái túi mà ở trong ấy thì có gồm là những cái đồ mà cháu được đi làm ấy cô bác, sợ rằng là những cái đêm hôm nay này, hay là đi nhà ai mà tối quá thì chúng cháu được sẽ dùng là đấy cái đèn này để mà đi. Hải ăn bim bim xong là đi nhá. Đây bây giờ thì Hải cầm cái đèn nhá. Đây thì nếu mà trước em với ông là đi lấy củi về thì hay đi xuống đường này à? Vâng. Trên này thì hầu như là không có một cái ngôi nhà nào đâu cô bác ạ, trên này ấy. Hai anh em thì cũng khá là đói rồi, sẽ ăn tạm vài gói bim trước đã để mà tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Cảm giác như rất là lạnh ở trên này á. Bây giờ một điều đáng lo ngại là chỉ sợ là ông đi lấy tổ ong thôi, bị ong đốt, ong không về được thôi. Càng đến tối Hải có càng thấy lo. Có. Rất lo rồi. Bây giờ thì hai anh em mình tiếp tục đi nha. Hải ăn hết chưa? Không. Ăn đi, ăn hết đã. Để anh bật đèn cho đã. Bây giờ là anh em mình thử đi men theo con đường này. Ở bên kia có đường nào xuống dãy bên kia không? Không có đâu. Không có à? Vâng, cứ lên dốc thôi ạ. Cứ lên dốc thôi à? Vâng. Đây, vừa rồi thì anh em mình ở dưới kia nhìn ấy, thì là đi theo cái đường này đã, xong là để mà mình vòng xuống cái đường cái rừng Măng Trúc ấy. Vâng. Hãy xem là ông có ở đấy không. Vâng. Bây giờ hiện tại thì là gần 7 giờ rồi cô bác, gần là 7 giờ tối rồi.
Đấy, hai anh em sẽ di chuyển nhanh nhanh một chút để mà tìm có những lúc mà cháu Đực, có lúc nào mà cháu Đực ghi hình được cháu Đực sẽ ghi hình, còn không ghi hình được cháu Đực sẽ đi một mạch luôn cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì đi nhá. Bây giờ thì phải dùng cái đến đèn pin rồi bác thì mới đi được thôi. Chắc... Anh sợ rằng là xem là đồi này bây giờ thì không có đường rồi các bác ạ. Hai anh em sẽ phải là men theo rừng cây sao mọc này xuống. Hải đi cẩn thận nhá. Vâng. Thấy rồi, đi cẩn thận nào. Vâng. Đi cẩn thận nhá. Cực kỳ là cẩn thận nhá, tại vì là ở đây có rất là nhiều những cái hố đấy. Từ từ, mình phải vừa đi là vừa để ý xem một chút á. Xem là liệu là ông có ở đâu đây không. Tại vì là cái chỗ này thì em Hải nói là trên này là có tổ ong cô bác. Sợ là ông ra đây. Có đường bọn nó xuống không? Cẩn thận nhá, nhưng mà nhớ là phải để ý nhá. Ở đây có một cái chân xuống này. Ôi cẩn thận nhá Hải nhá, đừng có nhảy như thế nhá. Có vẻ như là ở đây có vết tích người ta chặt lấy củi sao ấy. Ở đây này. Đây có vẻ như là có ai thấy đường không? Có. À đây có một khu gố này. Cũng biết là khu gố có phải là ông để đây không ấy. Chặt lâu rồi đúng không? Bác này cũng có một khu gố đây. Đây này. À chỗ này như kiểu là vừa rồi có ai đi qua đây sao ấy. Đây này. Nó bị đổ này. Thế thì anh em mình cứ men theo đường này xuống cho nào. Xem là có gặp ông không. Đấy như kiểu là có ai. Có ai đi xuống đây sao rồi? Từ trên kia xuống thì phát hiện ra là có hai khu gố. Có vẻ như sợ rằng là ông sẽ cưa để đây hay sao ấy. Ui, từ. Anh đang bị mắc rồi. Có vẻ đi vào trong rừng thì khá là nguy hiểm của bác ạ. Đi cẩn thận Hải nhá. Đi nhá. Đây cẩn thận Hải nhá. Ôi anh ơi cứu em. Cái gì đây? Cái gì đây? Ủa, con rắn à? Đi xuống kia. Đi xuống kia rồi á? Đi anh em mình đi. Nó đi xuống kia rồi à? Nó vừa đi xuống đường nào ấy để. Hãy đi. Hãy đi cẩn thận nhá. Anh trên này soi xuống đó. Đây cho Hải đi xuống tận cái kia đó. Rồi. Được đúng không? Vâng. Đi. Đi cẩn thận Hải nhá. Vâng. Bây giờ thì hai anh em lại tiếp tục là đi vào trong rừng măng rồi đó cô bác ạ. Đây có. Đây chắc là bây giờ là không có đường đi rồi đấy. Ui, chỗ này là có vẻ không có đường đi rồi. Không có đường. Chỗ này là trước Hải đã từng cùng anh Sử ra đây lần nào chưa? Cùng ông lên thuê. Cùng ông á? Vâng. Cùng ông đi đâu? Cùng ông lên trên này lấy củi thuê. Lên trên này lấy củi á? Vâng. Ủa, phải lấy cuối thì mới đi được ấy. Đây là có ở đây là đường đi về à? Vâng.
Phải chú ý là đi cẩn thận nhá. Vâng. Hãy xem là có bó củi nào ở xung quanh đây nữa không nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì hai anh em là đi đang di chuyển là từ trên rừng già xuống đây cô bác ạ, chỗ này ấy. Hôm nay thì em Hải kể bảo là cũng từng là cùng ông vào đây lấy củi rồi, cho nên là nghĩ rằng sợ rằng là ông có thể là đang ở đây ấy, cô bác. Thế bây giờ thì một điều đáng lo ngại thì cháu Đức chỉ sợ rằng là ông đi gặp phải tổ ong nào ấy, thành ra là tổ ong đốt ấy, thì thành ra là không có việc được, hoặc là đi không được sao? Hả? Đi không được á? Chỗ đấy đi không được rồi à? Anh em mình tính được khác không chưa nào? Thế anh em mình đưa vòng lại, đưa đây này. Chỗ này đi được không? Ui, sâu lắm Hải ơi. Chỗ này sâu lắm. Chỗ này cũng vẫn sâu ấy Hải, sâu không? Hay là cũng có men được xuống không? Men được xuống không? Đây để anh chỉ đường nào. Sâu à, men, sâu á. Nhưng mà sâu quá thì không xuống được thì không xuống nữa, đi đường khác. Hoặc là chỉ sợ rằng là ôi đường này không đi được, lo em bên này không ai. Thế chỉ sợ là ông cũng là đi vào rừng để gặp tai nạn nữa thôi. Bây giờ thì hai anh em bị khá là lo cái điều này cô bác. Cẩn thận nhá Hải nhá. Có đây có đường xuống rồi, mình dè vào đi vào đường này. Đây có đường đi ra rồi. Như kiểu là đi lòng vòng với cô bác ạ. Cực kỳ là cẩn thận nhá Hải nhá. Đi cẩn thận Hải nhá. Khá là mệt phết Hải nhá. Vừa đi là vừa để ý xem là xem là nhìn thấy ông ở đâu không nhá. Ở đây thì có vẻ như là bà con lên trên rừng già trồng thảo quả hay sao cô bác ạ? Được nhìn thấy là có cả thảo quả rất là nhiều. Đi. Ui. Từ từ nhá. Cái con đường mà ông đi lấy củi khó này thì làm sao mà ông vác được củi về nữa. Ở đây thì nếu mà lấy củi được ấy, thì mình đi vào đường nào? Đi vào đường khác à? Đường trên ạ. À? Đường trên à? Vâng. Chỗ này có xuống được không? Được ạ. Cẩn thận nhá. Đây, hôm nay thì nếu mà em Sử không có bị đau chân ấy, thì có cả em Sử đi rồi. Có cả em Sử cùng nhau đi tìm rồi. Hiện tại thì em Sử đang ở nhà là đang đi ra phía hàng xóm để tìm xem là ông đã về chưa. Vẫn còn chưa thấy nhận được cái cuộc gọi nào của em Sử gọi về. Cẩn thận nhá, ở đây thì có vẻ như là có khá là nhiều ấy. Khá là nhiều cây đấy.
Anh cẩn thận nha. Hãy đi cẩn thận Hải nhá. Vâng. Hãy vừa rồi thì có những cái đoạn đường mà khó quá thì cháu Lực sẽ, cháu Lực không có ghi hình đúng không bác ạ? Hai anh em thì bây giờ là từ trên chỗ rừng già là trở xuống thôi. Hãy mò mái thì bây giờ mới đến cái con đường mà đi xuống nhà của các em. Đấy, có thể là vừa rồi lên trên là điện thoại mất sóng thì ra là em Sử không có gọi điện được. Hải cầm cả cái với con Long đi đi, con Long đi về nhà đi. Xem là về đến nhà là có ông ở nhà chưa. Hải thấy mệt chưa? Rồi ạ. Thế tôi à? Vâng. Hai anh em đi thì đi từ 4 giờ của bác. Đi từ 4 giờ, bây giờ hiện tại là gần 7-8 giờ rồi. Thì anh em mới di chuyển là đi về. Nếu mà không đi xuống nhà mà không có gặp ông nữa thì cháu Đức sẽ cùng em Sử, em Hải là đi sang bên hàng xóm này để xem là ông có ở khu đấy không. Hải có lo lắng không? Có ạ. Hay từ nhìn từ xa xuống thì một cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì đang được sáng ở bên ngoài rồi, góc bên này thì cũng có thêm một cái nữa cô bác. Hãy về đến nhà thì thấy xe của Sử là ở đây. Ôi, cửa là mở rồi, không biết là anh Sử có đang ở nhà không, đi vào trong xem nào. Ôi, không thấy Sử ở nhà đâu, sao cửa lại mở toang hết thế này. Hay chăng là hay không thấy Sử ở trong bếp cả cô bác ạ. Thì có lẽ là em Sử là hiện tại đang đi ra đi tìm ông rồi. Ôi, vừa nãy Sử gọi điện cho anh thật, nhưng mà chắc là không có điện thoại mình không có sóng hay sao ấy. Hải thì từ trên kia về thì bây giờ đã đói chưa? Chưa đói. Còn chưa đói à? Bây giờ muốn ăn cơm hay là muốn đi tìm ông tiếp? Em muốn đi tìm ông ạ. Muốn đi tìm ông tiếp à? Vâng. Hiện tại đến nhà thì thấy Sử là không có ở nhà. Chắc là hiện tại là Sử đang đi hàng xóm để mà tìm rồi. Vừa rồi thì Sử có điện cho anh ấy, cho anh em mình ấy. Khi mà lúc mà anh em mình đang ở trên đấy thì anh em bảo với Sử là đi hàng xóm xem là có gặp ông không. Vâng. Thì bây giờ thì em Hải nói bảo là không có muốn ăn cơm của bác, là đi muốn tìm ông đã. Nhưng mà Hải có đói không? Không đói. Hay là nhịn được? Nhịn được. Nhịn được đúng không? Vâng. Nhịn đói để mà đi tìm ông là đúng không? Được. Hay bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa cô bác ạ. Tại vì là hai anh em thì cũng khá là mệt rồi. Thì hai anh em sẽ phải là chia nhau ra để mà tìm. Đi tìm từng nhà một. Nếu mà không thấy ông nữa. Nếu mà không thấy ông nữa thì là chắc chắn là ông hiện tại là đang gặp tai nạn ở trong rừng gì đấy của bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc của thức phim này rồi cô bác ạ.